Xin giới thiệu các bác đây cây cherry Brazil, cây cao trung bình từ 0,9 đến 1,2. Thì cây này vừa nhà em đã trồng gần 2 năm rồi các bác nhé, nhiều cây đã bắt đầu ra quả. Còn đây là cái cây giống cherry cao khoảng 20 đến 30 phân. Thì quả cherry còn được mệnh danh là quả kim cương để cho sức khỏe và cái chất dinh dưỡng dồi dào. Nên nó rất được ưa chuộng tại Mỹ và châu Âu. Quả càng đậm thì càng có nhiều dưỡng chất. Vì vậy nó cũng là một trong những loại trái cây nhập khẩu rất được ưa chuộng ở Việt Nam. Bởi vẻ ngoài rất là đẹp mắt, độ thơm ngon, ngọt mát và cái công dụng của chúng mang lại. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu các bác hai loại cherry là cherry Mỹ và cherry Brazil. Thì cách phân biệt loại hai loại cherry này như thế nào và ở Việt Nam chúng ta thì nên trồng cái loại cherry nào và cái công dụng của chúng ra sao mà lại được mệnh danh là cái quả kim cương để cho sức khỏe và quy trình trồng và chăm sóc cây cherry như thế nào để cây cho ra quả và năng suất tốt. Thì thứ nhất, vì nước Brazil nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới khá là tương đồng với khí hậu của Việt Nam, nhiệt đới ẩm gió mùa. Do vậy, cây cherry Brazil thì cũng đã được trồng thành công tại rất nhiều vùng ở Việt Nam. Còn cây cherry Mỹ thì lại phù hợp với khí hậu ôn đới, rất là khó trồng ở Việt Nam. Dù trồng ở Sapa thì cây có ra quả nhưng mà năng suất cũng rất là thấp. Đây là lá cherry Brazil các bác nhé. Lá có màu xanh đậm, khác với lá cherry Mỹ thì có viền răng cơ xung quanh, nổi rõ vân lá. Thì đây là cái đặc điểm mà dễ dàng nhận biết nhất khi các bác mua cây giống để tránh. Thì hoa cherry có màu trắng sữa, mọc ở lách lá, quả có hình tròn, mọc phiền chùm trên cuống dài. Khi ra thì quả có màu xanh, sau đó chuyển thành màu vàng. Khi chín thì có màu đỏ mận, vị ngọt thanh, khác với cherry Mỹ. Khi chín thì có màu đỏ tươi. Cherry Brazil thì thường ra quả vào hai mùa chính trong năm là tháng 2, tháng 3, tháng 4 âm lịch và tháng 8, tháng 9, tháng 10 âm lịch hàng năm. Thời gian từ khi cây ra hoa đến cây kết trái khoảng hơn 1 tháng. Còn đây là 10 công dụng chính của quả cherry. Trong cherry chứa nhiều chất xơ, vitamin A, sắt, chất béo, không chứa cholesterol, rất tốt cho hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch, hỗ trợ làm đẹp da và đặc biệt tốt cho những người bị bệnh tiểu đường. Quả cũng có tác dụng giải độc, nhuận tràng, tăng cường hệ tiêu hóa, hỗ trợ rất tốt trong việc giảm cân, làm đẹp, chống lão hóa, ngủ ngon và an thần. Các chất chống oxy hóa trong quả cherry rất tốt cho tim mạch, như một loại thuốc giảm đau, chống viêm cho bệnh khớp, bệnh gút và ngăn ngừa ung thư. Đặc biệt hai chất quercetin và isoquercetin trong quả cherry đã được khẳng định là có khả năng ngăn ngừa giảm trí nhớ và kìm hãm sự tăng trưởng của tế bào ung thư ruột già. Ngoài ra thì bởi cái vẻ ngoài đẹp mắt thì quả cherry còn có thể được chiếu biến thành nhiều món ăn ngon khác nhau như kem, rượu vang, bánh ngọt hay trang trí cocktail. Cây cherry còn được lựa chọn làm cây cảnh trồng chậu, bonsai, trang trí trong nhà nổi bật với những quả đỏ mọng, sai chịu cành, tròn xoe thể hiện sự đầy đủ, viên mãn, con cháu đều về và hạnh phúc tràn đầy. Cách trồng và chăm sóc cây cherry Brazil cũng rất là đơn giản đấy các bác nhé. Về đất trồng thì cây cherry thích hợp với nhiều loại đất, quan trọng nhất là thoát nước tốt. Đất trồng tốt nhất cho cây là loại đất thịt, có pha cát, chứa nhiều mùn hữu cơ, nên phủ một lớp mùn trên đất quanh gốc cây. Về ánh sáng thì cây cherry ưa ánh sáng đầy đủ. Để cho quả mọng đẹp thì nên trồng cây cách nhau khoảng 4-6 mét. Về nước tưới, nước tưới cho cherry cần điều độ, nên tưới vào buổi sáng sớm, tránh tưới vào buổi chiều tối gây bệnh cho cây. Tăng cường tưới nước khi cây ra hoa và đậu quả. Cây dễ ung nước nên là cần trang bị cái hệ thống thoát nước vào mùa mưa. Về bón phân thì nên bón phân điều độ hàng tháng để cây phát triển tốt, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng để tạo quả. Người ta thường cắt tỉa cây vào mùa xuân để tránh bệnh bạc lá. Hiện nay nhà vườn mình còn khoảng 1.000 cây cherry Brazil loại này để phục vụ bà con trên toàn quốc. Đây là cái quy trình đóng hàng bên mình rất là cẩn thận và chuyên nghiệp để hạn chế tối đa cái sự ảnh hưởng tới cây trong quá trình vận chuyển. Thì ngoài cherry thì bên mình còn cung cấp nhiều loại cây ăn quả và cây có hoa nhập khẩu khác như là nho thân gỗ, vũ sữa hoàng kim, mít Malaysia, lựu lùn Ấn Độ, chanh vàng Mỹ và nhiều các loại cây khác nhau. Hoa tử đằng, hoa mộc lan, hoa mai đỏ và đào thất thốn. Thì bác nào quan tâm thì có thể đăng ký kênh YouTube của em hoặc là liên hệ đến số điện thoại 0843058222, 0968750356. Thì khi nào có những cái loại cây mới về thì em sẽ up lên đây các bác có thể theo dõi. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.